nghĩa nó có con cá giật mạnh lắm rồi nè. Đợi coi con gì vậy. Đâu xa vậy? Xa. Nó bự à. Chuẩn bị giật nha. Giật sau lưng em giật. Nhắc. Ở đây cũng câu. À, cái dạng. Ở đâu ở đâu anh nhé, đâu anh nhé. Đừng giỡn. Đừng giỡn, anh giỡn đó anh biết. Ê, 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 đâu rồi? Anh giỡn rồi đó nghe anh nhé. Dạ. Sáng không? Đèn bi rồi. Đèn sáng thiệt mà. À. Nó bị lờn cái nút công tắc rồi đó. Dạ Tùng xin chào quý ông bà cô bác, quý anh chị và các bạn. Cảm ơn cả nhà trở lại kênh 66 TV của Tùng nha. À, hôm nay Tùng theo xuồng của anh Nghĩa cả nhà ơi. Nãy giờ anh em mình ngồi chờ nước. Anh Nghĩa mới đòi cái đèn để chuẩn bị móc mồi đường câu. Mát rồi, đèn mát rồi. 2, 3 biến. Dạ, dạ chắc xuống sông à. Trời trời. Bộ mày chắc muốn xuống sông hay gì mà chớp chớp vậy hả? Mát thiệt. Dịnh hoài vậy được nè. À, anh có cái gì anh nêm nêm vô không? Có cái cộng cái tâm gì chêm vô cái công tắc đó không nhỉ? Để anh Nghĩa sửa lại chút xíu rồi coi nè. Sau một hồi mằn mò văn mê thì anh em mình đã sửa được cái đèn rồi. anh nghĩ măng hay lắm à. Bữa hổm nói khoái măng chua được hay măng gì cũng thích mà. Măng nào Nghĩa cũng hết thích mà. Vậy rồi đây là anh Nghĩa mình cả nhà ơi. Anh Nghĩa chào khán giả của mình anh Nghĩa. Chào cả nhà. Nãy giờ đợi nước rồi anh Nghĩa mình chờ lấy tép gông cả nhà. Mình tép này thì mình buộc phải ngắt đầu anh nhỉ. Ngắt đầu. Dạ. Mình ngắt đầu xong rồi mình mới móc vô. Lử nè. Dạ. Dạ. Lử nhỏ xíu. Lử nhỏ. Bây giờ còn trẻ, còn thấy được móc chứ chừng 10 năm nữa chắc nghỉ móc quá. Thôi 10 năm nữa mấy đứa con lớn nó đi mặn nuôi anh ơi, ở nhà dưỡng già. Ủa tính ra mới 10 năm nữa đâu có nhiêu tuổi đâu mà đầu dưỡng già anh nhỉ. Bỏ gì. Vậy khoan đi. khoan đi. chưa chơi cho về hưu sớm à. Đây gọi là hưu non hả anh nhỉ? Mới có 50 tuổi mà già gì? Tao nói đúng rồi chứ mình là phải 65 mới có về hưu hả? Nó còn dài anh ơi. Chắc còn Nghĩa đây chắc 99 tuổi á. Dữ vậy hả? Tới đó mới hưu hả? Dữ vậy? Mần dữ vậy ông? Ông mặn cái gì vậy? Ông muốn mặn cái gì mà ông dai dữ vậy? làm câu làm lưới. Cái gỗ câu sau khi mình đi thăm mình cuốn về nha thì nó không có được ngăn nắp gì đâu. Nó lộn xộn lắm. Xong cái về mình phao ra. Mình phao hiện tại là cái này là đã phao qua rồi nè. Bên đây là những cái phần lưới nè. Em xây cái nhanh nha, xây nhẹ nè. Đó. Đây là cái phần lưới nè cả nhà mà anh Nghĩa đã phao ra rồi đó. Đó. Vô quay cái nè. Dạ rồi đúng rồi. À, đây là cả nhà. Gì đó. Giờ anh làm tiếp đi. Sắp theo thứ tự xong rồi bây giờ mình lấy theo thứ tự rồi mình móc mồi xong rồi móc lại thứ tự nữa. Thứ tự thêm cái nữa. Nói chung câu là phải vậy. Hôm nay đường câu mình sử dụng mồi tép gông nhẹ vô. Nhẹ vô, không sợ lỗ à. Bữa nay sử dụng có 50.000 tép à. Tép gông nó cũng 100-200 ngàn nhưng mà nó được tại nó nhỏ ha, thành ra nhiều con ha. Nhiều con. Dạ, bởi vì mình móc được nhiều lưới nè, tính ra nguyên cái đường câu của mình á thì không có nhiều vốn hết trơn á. Giờ 50.000 à. Đợt hổm móc tôm lóng hao tiền quá. Dạ. Tôm lóng nó nặng mà hắt nữa.
Hồi sáng nói chiều đi đi giang câu tép. Cái ca vợ nói nữa hả? Ba bị ám ảnh cái vụ hả mà. đã khổng lấy 500.000 đi 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 giang câu về, về còn được có năm 50.000 mãi mãi hảo cái ăn luôn. Chuyện nó qua rồi, nó không sao đâu, lâu lâu mới có bữa gì đó. Là quà chắc chết quá. Với trong những ngồi đau lưng thiệt. Có từng lưỡi 200 câu này chắc 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 móc cỡ tiếng hồ á, lâu tại nhỏ lẳng thì giờ là công đoạn anh em mình móc câu rồi đợi nước để đi giăng cả nhà, chút xíu nữa giăng anh em mình quay tiếp cho cái nhà xem nha. Sau khi móc mồi xong giờ này anh em mình đi giăng câu cả nhà ơi, bây giờ cũng cả tiếng hơn rồi anh nghĩa ha, thấy vậy cũng lâu cả nhà. Móc móc mồi lâu. Tranh thủ lúc anh nghĩa móc á thì Tùng làm được dắt rồi. Nãy giờ nằm trên xuồng chứ mình đánh được cũng dắt thiệt là ngon lành cả nhà ơi. Bây giờ khoảng gần 11 giờ đêm rồi, giờ anh em mình bắt đầu giăng câu. Thấy cái phao câu mình nhỏ gỗ này tầm 200 trở lại chứ gì anh nhé, trăm mấy 200 trở lại 150 rồi. Nay giang có 150 rửa lử câu rồi nè, câu này ngắn ngắn thì chịu khó mình tìm cái điểm dân điểm. Rồi thì như thường lệ anh Nghĩa mình sẽ một tay thì móc, một tay thì quăng 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 mồi để bủa câu. Thì công việc như vậy thôi các nhà ơi. Sau khi giăng xong thì tầm khoảng tiếng tiếng rưỡi đổ lại thì anh em mình sẽ cuốn. Một chút nữa cuốn thì Tùng sẽ quay tiếp cho cả nhà xem nha. Để anh Nghĩa bủa cho tự nhiên đi. Với lại Tùng cũng tiết kiệm pin nữa, tại vì đi ban đêm xài đèn led đồ hao pin hơn bình thường, mong cả nhà thông cảm chút xíu nữa anh em mình cuốn thôi Tùng sẽ quay tiếp. Đường câu ngâm khoảng tiếng mấy rồi cả nhà ơi, giờ này anh em mình bắt đầu cuốn câu, hy vọng hôm nay trúng được con Hugo, chúng được nhiều tôm quay cái nhà xem nha. Rồi giờ này ông nhiễu họ qua nhé. Ủa không phải. Trong lúc nãy giờ là trời nước để cuốn thì anh em mình ngã lưng cho đỡ, anh nghĩa quấn cái phao giăng nước em tưởng mưa. Ủa hay là mưa phải không? Giờ anh quăng phao dân nước. Một con cá phèn, cái cá phèn bữa nó vô bờ đó chưa, cá phèn sống luôn kìa. Ủa sống không sống. Mới ăn chứ thường cá phèn chín câu là chết không. Dân cá phèn ra ngoài dân ngon mà rồi trong mé này có lại ngoài nhiều mà. Sao cá phèn nữa trời. Ủa, dữ rồi nha. Thêm con cá phèn nữa hả? Ờ.
Ôi ôi, hai con cá phèn còn sống không? Ngày ngày mai đi 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 dân cái cá tao phèn bộ bộ im à. Mới ăn cái đọt luôn. Nè, nó nè. Ủa, cá út. Giờ này tới anh Nghĩa buồn ngủ lại rồi. Từ ổ luôn. Ôi, được con tôm càng. Cơ lý, cơ lý. Giờ bỏ vô cái túi lưới mà anh Nghĩa nói nãy hả? Dạ rồi. Được con tôm càng cả nhà ơi. Mở hàng con tôm càng này. Con tôm càng đầu tiên. Nãy giờ cá không à? Cái đó là giống như bị chối anh nha. Chối. Thì gan như chu bắt giới mà bị lưới cái lúc mà chối. Bị bắt vô cái bẫy rồi có chối lưới là cái áo kim sa gì đó. Vậy đúng như anh Nghĩa đã dự liệu ha. Cá út nó khoái mấy con này. Khoái lắm. Nói chung là không thể nào tránh khỏi nó. Tại số lượng của nó nhiều. Dạ. Yeah. Một cái út mới là bự quá. Mọc lù. Ngày mai kho mắm ăn coi. Kho mắm cá út à? Hai con nó cũng mập lù luôn. Đó, giờ này mà mấy con cá mập mập lên. Nhìn thấy mê. Vậy mới tỉnh ngủ được. Vô bầy à. Trời ơi, con kìa cá bự không hả? À, cái này mà móc trùng cái ha, giăng cá út rồi con. Dạ. À, cái màu trùng á anh Nghĩa chắc cái đó nó khó mọc và móc anh Nghĩa ha. Nó kiểu nó trơn trơn ha. Khó. Nó thùng thùng khó móc mà khi mà về mà mình gỡ ra cũng khó hơn nữa. Cái nào còn mồi. Trời ơi, cá này giờ bự bự không thể nào tránh khỏi nó cả nhà ơi. Nó quá trời bự, quá trời nhiều chứ. Ôi sơn lưng. Nhiều không anh? Dạ, có mấy con anh. Gặp mấy anh cần thủ coi nha. Giờ này mà anh về rồi. Lên con tôm tỉnh ngủ coi. Rồi, mới nhắc là kìa. Thấy cái nó lú cái đó tự tôm. Gấp mà. Ồ, nó đi vô rồi, múc ra anh nha. Đi giữ. Quá dồn. Dồn câu dữ. Phút này dồn câu mồi mạnh á. Ủa sao dồn câu này. Nãy thấy bơi cũng đều tay lắm mà anh vậy. Đây nước đây cũng dịu chứ đâu có sấy đạp gì đâu mà. Đi dồn.
hết mồi nè. Cào ngang đã đi có dính không? Cào hả? Rồi, hàng chi dồn câu chân à. Hàng chi lên đây bỏ đóng. À, hồi nãy mình thấy anh chạy ngang đó. Ừ. Tưởng đâu ghe chở cá gì. Ừ. Vậy là phải anh ơi. Phải rồi. Rồi, xong. Một. Rồi, xong một luồng câu. Hết trơn luồng câu luôn rồi, dồn một cục lên đây luôn rồi. Rồi. Hiểu luôn rồi. Vậy là ông kéo mình xuống đây hết trơn rồi. Kéo hết luôn rồi. Đúng rồi, mình lên trên kia giờ mình đi ngược lại rồi nè. Ừ. Rồi. Một đống đây luôn rồi. Trời ơi, cào đâu vô mép này nè. Trời ơi. Cốc hả? Cốc. Được con cái cốc nhỏ. Cái góc này bỏ đục anh nha. Bỏ rộng luôn đi, về nuôi luôn. Bữa nay sướng rồi coi. Cuốn câu có một chỗ à. Hả, biết không? Vậy rồi, đây là con cá cốc anh ơi. Cái góc này chừng 200g, 250g à. Xong luôn. Nhỏ. Xong luôn câu luôn rồi. Còn gì nữa đâu bạn ơi. Biết nhiều lưỡi không có cá mắm gì hết trơn. Kéo lâu đi hết rồi. Rồi, tiếp tục ha. Cố lên. Hy vọng đoạn sau. Cào phải đi hết luôn con. Nói chung là có lúc về lúc khác cả nhà ơi. Coi như là cái phần cực khổ đã qua đó. Mong từ đây tới hết câu anh em mình dính cá nhiều. Dạ, vậy dính khúc. Cái gì? Hả? Cá út. dính cào á. Này có hùng lô mà. Cào có một bên lên đó à. Bự không? Dạ. Để đếm ha. Ta tới khúc này vô bờ này nó không có cào vô đây. Dạ, dính chân luôn không? Dạ hả? Cào sao mà ta? Dính chân luôn. Dạ. Men nhỏ để nói lại cả. Dính hết. Cào dính gì đâu bên đây này. YouTube cái gì vậy? À dạ. Dạ, em làm YouTube anh ơi. Cái này miền Tây mà phải không? À, kênh của em là 66 TV. Đúng rồi, nó có mày quay nữa. Dạ, cảm ơn. Tao ghiền nhất mà đi gian lứa. Dạ. Kéo được câu chơi luôn rồi. Dạ. Tiếp tục là con cá phèn. Rồi, xúc rồi. Ủa vậy? Ôi ơi, lâu lâu. Nãy giờ có Út không mà quay qua được con cá phèn cũng vụt nữa. Gì chạy kìa, đó cá út bự quá, đưa cái gì lên bự quá, tưởng con cá gì, tưởng cá đó phèn nữa chứ, đó khúc, công nhận. khúc này lại cái cá út bự không à. Dạ. Ngon quá, nuốt lẹ. Họng nuốt kịp bây giờ con khác ăn sao? Cũng phải à. Tính ra mấy con đó chạy đó, chạy đó, cái gì?
cút nữa. Bự không hả? Cút bự về ngính. Công nhận mấy con mà nó ăn được là những con phải nói là mạnh mẽ nhất trong cái bầy ha. Nhưng mà cũng là một trong những con xui nhất. Nó dính cầu rồi, nó bị bắt rồi. Mấy con không ăn được giờ này nó cười anh nhỉ. Mấy con giờ nó không lại á, giờ này nó hên quá, giờ mày ăn mày bị bắt, tao không bị bắt. Nghĩa nó có con cá giật mạnh lắm rồi nè. Đợi coi con gì vậy. Đâu xa vậy? Xa. Con bự à. Chuẩn bị giật nha, giật sau lưng em giật. Nhắc cái hờ. Cái gốc, trời ơi, cái gốc nhỏ hơn cái gốc hồi nãy nữa. Cái xe chạy mạnh dữ vậy. Ghê vậy. Cá nào nhỏ mà chạy ghê vậy. Tôm liệt dữ lắm. Trời ơi, nó nữa. Thêm con cá gốc nữa. Nên là kiếm cái gì vậy? Kiếm cái gì đựng đi. Bày từ từ nha. Bỏ vô đây đi. Bài dữ chứ. Dữ. Được con cá gốc nữa cả nhà. Nãy giờ mình được 3 con là có con cỡ một à. Giờ mình sẽ để vô cái đục về anh Nghĩa thả vô ao. Đến lớn mới bán được chứ cá này nhỏ quá mình cũng không có bán. Giờ này cốc nháy ở đường kêu náo ruột ha. Gặp chúng cá còn nghe tiếng nó nghe vui vui tai hết nghĩa. Còn gặp mà mình đang thoát cá nữa cái nghe mấy tiếng đó nó buồn. Ai đó đó đó. Thiệt rồi, càng thiệt rồi. Ôi, đâu đâu anh nhé, đâu anh nhé. Đừng giỡn. Đừng giỡn, anh giỡn đó, anh biết. Ê, 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 đâu rồi. Anh giỡn rồi đó nghe anh nhé. Dạ, dạ. Ê, còn cái kè xanh xanh. Vui quá. Con đó chắc cũng chiến đấu giành mấy con tôm cái đó, nó mới bị sức kèn rồi đó anh. Em phân tích đúng không vậy? Hay là anh có ý nào khác không? Hả? Theo như anh đoán rồi con cá con tôm này nó bị cái kèn nó bị gãy là nó bị gì? Sao bị? Giành cái. Vậy không? Vậy là giành mấy con tôm cái phải không? Gì? Đâu phải có mình Tùng suy nghĩ gì đâu, anh Nghĩa cũng nghĩ vậy mà. Chắc đúng rồi đó. Đúng rồi. Dành gái mới trắng hương nghĩ gì. Mới quyết liệt dữ hả? Do giờ này khuya rồi cả nhà ơi, anh em mình đi gần làng bè nên nhiều khi có mấy con chó người ta nuôi nó cũng kêu la ầm sùm. Thực sự anh em mình đi làm này ngay nước chứ thực sự cũng không muốn đi làm phiền cô bác ở đây. Thôi mong cô bác có xem clip thì hiểu cho anh em mình nha, thông cảm. Tùng xin gửi lời xin lỗi tới quý cô bác ở làng bè. Nhiều khi mình đi vậy chứ mấy con chó nó hay lắm. Người mình ngủ chứ con chó nó nghe động tĩnh là nó sủa. Nó sủa thành ra ầm sùm. Gì? Gán lên anh ơi, qua cơn bỉ cực tới hồi thới lai cờ đỏ.
Đây có cái gì? Dạ. Ồ. Vô. Có gì? Mà mình giang mồi này cá dồ đâu có thèm. Cái cá dồ phải mồi mồi ốc, mồi chuối rồi ha. Chuối. Với lại mồi gì? Mồi thức ăn á nha. Kiểu ăn nhồi rồi mới có dính nó được. Nhưng mà thức ăn thì khó à, ngâm. Thức ăn chỉ có môn mình câu cần thôi. Câu gần máy đó cái mình ngâm chút xíu rồi mình quay lên chứ còn gặp mà thả như đây mình tầm tiếng mấy rồi. Dưới này cá ốc bự vậy không á. Dạ. Giăng ở dưới trên ở dưới này vậy chứ trên mình nhỏ nhỏ không à. Thả thiệt. Có cá ốc thì cũng vui. Giang nhiều câu cũng ngon lắm bộ. Yeah. Mặc dù không bằng tôm càng với lại cá cốc thôi, nhưng mà chứ có cá ốc nhiều mà bự gì thì cũng bán cũng có tiền. Nhờ số lượng nhiều. Yeah. Cái gì ít tiền là nó nhiều hơn ta hay là ngộ anh nhé. Đào trùng với giang gốc nữa. Dạ. Yeah. Ở đây cũng cầu nhỏ 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 cái tay anh luôn á. Hả? Em thấy nó nhỏ cái tay của anh á. Lên tới luôn rồi. Con này càng lửa. Ấy dạ, ấy đau. Dạ thôi để em lấy cái hộp này đi. Em thấy anh bị kẹp vậy em cũng ớn quá. Mình được con tôm nữa cả nhà ơi. Tôm này càng lửa. Ủa mới phải không sao cái trên đời. Ô lần đầu tiên hả anh nhỉ? Em thấy hình như em lần đầu tiên em thấy đó. Trời ơi giang câu dính chịu. Gì em lại đang tép hả? Hay sao ta? Dính biết. Anh nghĩ dính dìm cờ nữa cả nhà. Mà anh thả rồi. Thôi chút xíu nữa review cho cả nhà xem cây cờ của nó vẫn đứng nè. Giờ này ban đêm con cờ nó vẫn đứng nè. Từ nào giờ mới gặp cảnh này. Giang câu mà dính dẹm luôn. Ê, nếu mà như vậy á, là cho thấy cái mồi của anh bén lắm á nha anh nha. Một kiểu là mồi bén á. Dẹm mà còn chịu không nổi mà hồi anh dính hết nữa là em xỉu luôn á. Cái ốc bự còn nái nái không à. Cá ốc với dư thì mồi vậy gỗ cũng nè bự nè hết biết rồi. Hết câu cả nhà ơi. Hết câu. Chuyện gì đến nó cũng đến ha.
chứ đâu còn hoài câu thật xanh hay gì. Anh nghe câu thật xanh hay gì. Vậy rồi anh em mình đã hết câu rồi. À, bữa nay dính cái út nhiều, cái khúc bự không à? Khúc bự à, được ba bốn tôm gì ta, ba tôm, ba con, ba cá gốc, hai ba cá phèn gì á, với lại một bầy cá út, tính ra cũng một gỗ anh nghe. Gỗ. Này có bự bự không à? Đã quá. Bự vậy đó mà bán mới đã. Dạ, cối cối không. Vậy rồi, bây giờ đã xong mối thăm câu của anh em mình rồi. Hôm nay sử dụng mồi tép gông, nhưng mà mình bị sự cố một đoạn là bị cào nên thôi, có thể là trúng hơn nữa đó anh nghĩa. Anh nghĩa ha. Vậy rồi anh em mình về cả nhà ơi. Đã xong mối thăm câu rồi. Video cũng dài, Tùng kết thúc video này ở đây. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video hôm nay nha. Tùng và anh Nghĩa hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Chào cả nhà.